Hiện tượng thiên nga đen trong nền kinh tế là gì? Nói nôm na thì đấy là một sự kiện xảy ra bất thường, khó dự đoán trước và gây hậu quả nghiêm trọng cho toàn cầu. Chẳng hạn như bong bóng Dogecoin năm 2001 cũng là sự kiện thiên nga đen khi nó khiến thị trường chứng khoán sụp đổ, lao dốc kéo dài, hoặc vụ khủng hoảng kinh tế nhà đất năm 2008 của Mỹ. Bong bóng nhà ở vỡ khiến những khoản quay để mua bán nhà đất trở thành nợ xấu, không có khả năng chi trả, gây tác động xấu đến nền kinh tế toàn cầu. Qua đó thì anh em cũng thấy được việc vay nợ hay bỏ chứng một giỏ trong đầu tư là rất rủi ro. Mong rằng mọi người sẽ cẩn thận hơn và lúc nào cũng chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất.